Thưa quý vị và các bạn, ông Nghiêm Xuân Tị sinh ngày 16 tháng 8 năm 1942 tại Hà Nội, nguyên là chánh văn phòng công ty điện tử Hanen Việt Nam, nguyên đội trưởng đội giày Stokomark từ năm 1987 đến năm 1990, nguyên là chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh thuộc Hội Người Việt Nam tại Berlin, Brandenburg. Sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình tận tình chăm sóc, nhưng do bệnh tình quá nặng, không thể vượt qua được cơn bạo bệnh, ông đã từ trần vào hồi 18 giờ 5 phút ngày 18 tháng 12 năm 2015 tại gia, hưởng thọ 74 tuổi. Sau khi được hung tin, nhiều anh em bạn hữu khắp nơi đến thắp hương và chia buồn cùng với gia đình. Và vào hồi 10 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2016, tại nhà tang lễ Nghĩa Trang và Friedhof Oberschöneweide, những người thân nhất của ông gồm vợ, các con, các cháu cùng người em ruột và anh em bạn hữu gần xa đã đến đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong nước, chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương này cùng chị, các cháu và gia đình, cầu mong cho hương hồn anh sớm được siêu thoát. Trước đây anh chị em đội giày cho cô chúng tôi biết tin anh mắc trọng bệnh, nhưng cũng không thể nào ngờ được là anh lại. Đối với mọi người, anh luôn gìn giữ bản chất kiên định, trung thực của mình. Ngay cả sau này, khi cơ cấu của đội không còn nữa, anh vẫn là chỗ dựa cho anh chị em trong đội. Anh vẫn đứng ra tổ chức các kỳ gặp mặt anh chị em trong đội, nhất là các buổi gặp gỡ nhau. Nên cháu mất đi người ông, người cha kính yêu, tôi mất người anh ruột, lúc này không biết nói gì hơn. Tôi xin phép được thay mặt gia đình chân thành ơn tất cả các anh, các chị, các em, các cháu, tất cả mọi người đã không quản ngại đường xa trời rét đến thăm viếng.
Thưa quý vị và các bạn, sinh lão bệnh tử là quy luật của loài người. Người ta không ai tránh khỏi quy luật ấy, nhưng sự ra đi đột ngột của ông Nghiêm Xuân Tị không khỏi gây xúc động, mất mát, đau thương đến tột cùng cho mọi người trong gia đình và bạn bè. Ngày ông đi về bên kia thế giới, tiết trời gió lạnh, độ âm, tuyết rơi trắng xóa, nhưng không buốt bằng nỗi lòng của bao bạn hữu từ khắp nơi đến chia ly, dắt những cánh hoa hồng xuống mộ. Không thể buốt lạnh bằng trái tim của người vợ bà Hoàng Thị Hạp và người em trai của ông là ông Nghiêm Xuân Bình và cùng các con, các cháu. Bởi từ nay bà Hạp không còn người chồng hết nỗi yêu thương trìu mến trong suốt hơn 10 năm qua. Các con vóng bóng người cha hết nỗi kính yêu, lúc nào cũng chăm chút từng ly từng tí, dù rằng các con đã lớn khôn, có chồng, có con, có cháu và ở riêng. Các cháu không còn người ông để mỗi khi gặp chạy xô đến ôm cổ nhảy vào lòng mà nũng nịu. Ông Nghiêm Xuân Tị ơi, ông đi để lại muôn nỗi nhớ, muôn vạn tình thương cho mọi người. Khoảng cách âm dương chỉ gang tấc, cầu mong ông nhanh siêu thoát về cõi Phật. A Di Đà, A Di Đà.